Đây mình đi tìm cẩm đá nha anh em, theo mấy dòng nước chảy nha anh em. Nên chỗ này nó có một viên. Rồi cái này là mình đi tìm mấy viên thạch anh nha. Viên này đẹp nha anh em, bây giờ mài ra đẹp này, nó lăn có nhiều dòng lắm. Nó lăn nhiều dòng lắm, nó mòn gì nè, cảnh là nó mòn hết trơn. Nó vòng vòng tìm không còn viên nào nữa. Nghe trời nở nó thưa thớt lắm, nói chung tìm khó lắm anh em. Tìm được viên đá thì cũng khó. Rồi đây mình cắt cái điện thoại ra, mình đi tìm vòng vòng, có mình quay thêm cho các bạn xem. Chứ vừa cầm vừa đi về khó tìm lắm. Ôi anh em nào cảm thấy video mình hay thì cho mình xin một lượt like nha, lượt đăng ký kênh cũng được. Sau mình có quay những video nào hay hơn thì up lên cho các bạn xem.